Hỏi anh Tuấn Anh và thậm chí hỏi em luôn là tại sao anh em lại muốn mua giá cao thế, rồi anh em tại sao lại cứ break mới mua mà không mua nền. Nhiều bạn còn bảo là đấy, thấy tiếc chưa, bây giờ mua nền thì có phải là ăn đủ không. Thì thực ra là cũng có một cái điều vui vui để chia sẻ với các bạn, đấy là mua break thì chưa chắc bạn ăn, đúng không anh Tuấn Anh, công nhận không, mua break thì chưa chắc đã ăn rồi, vì bản thân anh Tuấn Anh hay là Finbit cũng có cái tỷ lệ thua deal break mà. Nhưng mà một cổ phiếu mà ăn được thì chắc chắn là phải break, chứ không có cổ phiếu nào mà gọi là đi lò dò và ăn được cả. Thế nên là về cơ bản thì việc mua nó cũng luôn có tỷ lệ thắng thua nhất định. Mình mua vì break vốn xanh to hơn. cái ông mà Mark Minervini ấy, ông mà rất nổi tiếng và sách thì rất nhiều người đọc đấy, các bạn không chịu đọc kỹ đấy, chứ người ta nói là người Hiếu thì có xác nhận lại điều đấy. Hiếu bảo là tỷ lệ 25% tức là thắng ấy, ví dụ 100 deal thuộc 4 deal đi, thua đến tận 3, thắng có một thôi, nhưng mà một của người ta thắng rất là sâu. Còn tất nhiên anh chị em trên mạng thì thôi, gọi là nói chung là chuyên gia thì họ cũng chỉ là mõm, mà anh thì anh nói ngược lại là cái người comment thì cũng cũng mõm nốt, nên là mõm gặp mõm mà thì cũng như nhau, không khác gì cả. Đây thử nói đây là một ví dụ cụ thể luôn để mọi người hiểu thế nào là mõm và thế nào là không nhá. Đây, ví dụ như là Hưng xuất phát từ cái chỗ này. Cũng là mã VTP, Hưng xuất phát từ đây, break chéo và gọi là vỡ nền, tăng vượt nền phía dưới. Lúc đó thì vol đây cũng gọi là vol cực kỳ lớn so với lịch sử, nên là cái việc mua ở dưới này thì nó không có gì là lạ cả, đúng không ạ? Thì từ chỗ này mua ở đây, thế thì gặp cái bạn, như gặp cái bạn đấy, gặp bạn gì đó thì bạn ấy giữ lên tận đây và bạn ấy đánh theo MA50 chẳng hạn như thế, thì đến đây bạn mới bán và bạn chốt lời đây. Thế tôi đang hỏi các bạn, thế bạn chốt lời đây xong rồi lên tiếp thì chẳng lẽ bỏ không làm gì à? Không ạ, lên đây break chéo người ta lại mua lại, đúng không ạ? Như vậy là cái deal ở dưới này là kết thúc rồi ạ. Mua ở 25 mà lên đây là phải kết thúc rồi chứ, 44 45 là ăn 20 giá kết thúc rồi. Mua lại ở đâu ạ? 52 và kết thúc ở đâu ạ? Kết thúc ở chính là cái MA50 này và kết thúc ở tại 75. Tức là mua 55 đi chẳng hạn, kết thúc 75. Ăn 20 giá nữa. Và đương nhiên người ta sẽ phải cho phép người ta lên ở đâu đấy trên này, người ta có một entry điểm vào sau chứ, đúng không ạ? Và người ta tiếp tục trên Đúng này có khi vào tiếp. Thì đấy là trading. Còn các bạn mà đang nói là ở cao hay thấp ấy, thực ra cao hay thấp ấy nó chỉ là nó chỉ là cái hình dung của chúng ta về cái chuyện là chúng ta đã bị nhầm giữa cái chuyện là chúng ta là nhà đầu tư dài hạn, tức là chúng ta đang đầu tư trên cơ sở là giá trị của cái tài sản đó với cái chuyện là chúng ta đang trading. Ví dụ đời thường nhá, để cho các bạn dễ hiểu hơn nhá. Bây giờ anh hỏi Hưng này, Hưng mua một chai nước lọc ấy, theo Hưng ấy thì em mua chai nước khoáng La Vi bao tiền? Ừ, một chai nước khoáng là đấy thì không phải La Vi, để đỡ nói tên doanh nghiệp. chắc tầm 4-5 nghìn này. 4-5 nghìn nhá. Đây anh nói với Hưng nhá. Hưng nếu mà là anh là thằng Litimo ấy, thì anh nói với Hưng là ông mua đắt thế. Để ông Hưng là tôi nói với ông nhá. Ông ra cửa nhà máy, ông đút lót cho mấy cái đứa mà công nhân nhà máy, nó bán cho ông khoảng tầm 600 đồng một chai nước, được chưa? Sản cái chai nước đấy cả nhà máy nó sản xuất ra mất khoảng tầm 400 đồng đến 500 đồng, được chưa? Thế thua nhá, đúng không? Bây giờ nhỉ, nếu mà cùng là ông Hương này, ông ấy mua một chai nước 5.000 như ông nói và ông ấy mang ra bán ở, gọi là ông ấy ship ra, ông ấy có một ông anh làm ở trong gọi là Sân khách sạn 5 sao hoặc là sân bay, ông bán bao tiền? Thì ông Hưng này ông hai bán chục tận khoảng tầm 15k, 20k. Và ông làm quả lãi khoảng tầm 5k đến 20k, lãi 15k. Anh em lại bảo chứ thằng Hưng người khôn thế. Khôn thế, nhưng mà thằng kia lại bảo chứ thằng người ngu thế, bởi vì thằng Hưng mua chai 5k bị cái thằng kia chửi ngu, thằng nhà máy nó chửi ngu, đúng không? Nhưng mà cái thằng ở sân bay thì bảo chửi thằng Hưng khôn thế nhỉ, mang đây bán làm lãi 15k. Ý tôi đang nói là đấy gọi là trader đấy. Cái tại sao tên tiếng Anh người ta gọi cái người giao dịch chứng khoán là trader, là bởi vì người ta trade, tức là người ta giao dịch, cái đấy nó chỉ là một cái giao dịch thôi. Và người ta giao dịch khi mà cái giao dịch đấy người ta đánh giá trên mặt bề diện cung cầu người ta thấy có lợi thì người ta làm hết. Thì ngày xưa ấy thì dân tình rất là hay chửi cái hội trader,
Và người ta bảo là hội trader không làm ra giá trị gì cả, đúng không? Nhưng xin lỗi các bạn, thử cho các bạn một cái ví dụ khác nữa để các bạn nhìn thấy là trader có lợi, có giá trị như nào nhá. Có một ông Hưng nữa, mua của cái ông Hưng này này, ở sân bay ship đến giữa sa mạc Sahara, và có một thằng tỷ phú nó đang khát nước chết cha chết mẹ ở cái chỗ đấy chẳng hạn như thế. Tự nhiên random nữa nhá, chẳng may nó gặp ông Hưng. Chẳng may nó gặp ông Hưng kia kìa. Và thằng này nó tỷ phú nó khát nước quá, bảo thôi Hưng ơi bán cho anh 1 triệu đô chai nước được không em? Không, em chắc gì bán 1,5 triệu mới bán. Đấy, thì mọi người có bảo là câu chuyện này nghe có phải bốc phét. Ừ, thì cứ cho là bốc phét đi. Nhưng tại đấy là lý do giải thích là tại sao cái đỉnh chóp ấy của cái cây nến cây thông ấy, hoặc là các cái cổ phiếu cây thông ấy, tại sao vôn ở trên đấy nó dập dụi nó chết, là bởi vì sao? Bởi vì thực ra cung cầu trên đấy nó chỉ xảy ra đúng một thời điểm đấy thôi. Giống như là một cái người người ta khát nước, con bạc khát nước, lên đấy nó được thỏa mãn hết và cái giao dịch đấy nó chấm dứt ở tại đấy. Thì đồ thị kỹ thuật giống hệt như là cung cầu đời thường. Một số các bạn chửi rằng là bị lừa rồi đánh cung cầu, không. Cái đồ thị kỹ thuật đó có cái điểm hay của nó thể hiện đúng cái đời sống cung cầu thông thường. Cái đời sống cung cầu thông thường như là các bạn ở ngoài chợ. Có nghĩa là ở ngoài chợ nó có gì? Nó có bảo kê chợ, nó có đánh lao, nó đánh mất dạy, rồi nó lừa đảo, rồi nó làm hàng fake, hàng nhái, rồi nó đủ thứ. Thì cái chợ market mà, nó là như vậy, nên các bạn cũng thông cảm. Đấy, cái chuyện là bình thường. Rồi, tóm lại là những cái cổ phiếu nào mà phân hóa mà mạnh mà xanh đúng không anh? Trong cái tuần vừa rồi thì sẽ là cái tâm điểm trong tuần tới. Bởi vì vốn to thì không bao giờ sai rồi. Anh Tuấn Anh có công nhận không? Vốn to thì chứng tỏ là có rất nhiều người nghĩ như mình, hoặc là nhà cái nghĩ như mình, hoặc là ai đó nghĩ như mình cũng được. Nhưng mà vốn to lịch sử là không sai rồi. Vốn to mà thiên về xanh ấy, vốn to phiên về xanh, phiên về lên ấy, thì đối với các bạn cầm hàng đấy là các bạn cứ phải giữ niềm vui ấy đã. Bởi vì là nó giống như này này, Hưng tự tưởng tượng là Hưng đi mua bất động sản, có một thằng bán cho Hưng cái nhà 5 tỷ. Thì nếu mà cả cái khu đấy không chưa bao giờ ai mua giá 5 tỷ cả, thì ông Hưng vừa mua cái nhà mới 5 tỷ về tối đếch ngủ được. Mặc dù cái nhà đấy đã thành nhà của mình rồi nhưng mà tối vẫn không ngủ được. Đấy. Nào, bây giờ tự nhiên có thằng hàng xóm nó cũng bán được 5 tỷ. Cái thằng cạnh thằng xóm vẫn bán được 5 tỷ. Có 10 thằng xung quanh Hưng cũng bán 5 tỷ. Tự nhiên Hưng thấy bảo, mình mua con này 5 tỷ bình thường. Đúng không? Đấy là chính là volume đấy. Tức là 10 thằng xung quanh nhà hàng xóm nó mua 5 tỷ. Bây giờ tự nhiên 10 thằng nhà hàng xóm tự nhiên nó mua là 5 tỷ rưỡi. Tự nhiên mình thấy vui hơn. Bởi vì là con nhà mình vừa mới 5 tỷ thì có 11 thằng mua tận 5 tỷ rưỡi. Mà chắc gì mình đã bán được 5 tỷ rưỡi nhưng mà mình vẫn thấy vui hơn. Đấy, đấy là chính là cung cầu thị trường ấy. Nhưng mà các bạn chúng ta không để ý thôi. Chúng ta không để ý thôi. Thì đây có thể tính là cái câu chuyện về 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 khối lượng có thể tính là một cái bài học trong tuần này không anh Tuấn Anh? Có. Bài học trong tuần này thì nếu mà xét về khối lượng thì các bạn lời khuyên đầu tiên ấy, Tuấn Anh nghĩ là các bạn nên tinh tế nhìn vào đời sống thông thường của chúng ta hàng ngày ở ngoài kia. Cái đấy nó quan trọng hơn. Cá nhân Tuấn Anh là cái người mà rất là gần gũi với chợ búa. Tuấn Anh coi cái chuyện đời sống chợ búa của Tuấn Anh là đời sống rất là thông thường. Nên là các bạn phải nên nhớ rằng là đời sống chợ búa nó như nào ấy, thì chúng ta vào trận này chúng ta cũng phải như vậy. Nếu các bạn cảm thấy rằng là những điều mà Tuấn Anh nói là nó quá chợ búa hoặc là nó quá khác thường ấy, thì Tuấn Anh có một lời khuyên luôn các bạn là như vậy, thì các bạn nên ngừng ngừng tham gia thị trường chứng khoán luôn. Vì đấy là cái những điều mà Tuấn Anh vừa nói là bản chất của thị trường chứng khoán luôn ấy. Nó là bản chất. Đấy. Trong cái bản chất đấy thì các bạn nhìn ra được cái bản chất thì các bạn thấy thoải mái bản chất thì bạn mới tham gia. Còn nếu mà bạn thấy khó chịu về chuyện là thị trường này, thị trường chợ búa, lừa đảo các thứ thì thôi, các bạn bỏ qua cho thị trường. Tuấn Anh cũng thay mặt thị trường xin lỗi các bạn. Chúng ta không thuộc về nhau nên tự lại không qua. Nào bây giờ về cung cầu thì Tuấn Anh nghĩ rằng là cầu, các một số các bạn bảo là cầu tốt thì Tuấn Anh cũng phản biện các bạn luôn. Cung tốt, cầu tốt nó không phải thể hiện trong một ngày. Tất cả các giao dịch trong vòng một ngày nó là cung gặp cầu. Có nghĩa là thằng Hưng bán cho anh 1.000 chai nước đúng không Hưng? Thì anh mua của Hưng 1.000 chai nước, và như vậy thì Hưng có lý do của Hưng và anh có lý do của anh, nên chúng ta không thể nào nói ở trong ngày hôm đó thì
cung cầu là ở trong một cái giao dịch, xin lỗi, ở trong một giao dịch cụ thể thì cung hay cầu mạnh hơn thì không có chuyện đó. Nhưng nếu mà chúng ta xét thêm một yếu tố là yếu tố xu hướng thì chúng ta sẽ thấy là cung cầu mạnh hơn. Ví dụ hôm trước Hưng bán cho anh cái chai nước với giá 1.000, với 1.000 chai nước đấy, à, giao dịch đấy là 1.000.000 đồng. Hôm sau Hưng lại bảo anh ơi, bây giờ hôm qua em bán cho anh 1.000 chai nước nhưng hôm nay nó phải là 1.001, thì anh Tuấn Anh có hai lựa chọn, một là không mua đúng không, lựa chọn thứ hai là chọn mua. Thì nếu mà anh ấy đồng ý mua ở Hưng 1.001 tức là gì ạ, tức là thứ nhất ấy, là phe cầu phải đủ lực để trả tiền đúng không, thứ hai rằng là Hưng có vẻ gọi là tâng được giá lên đúng không, như vậy rằng là xu hướng giá phải là xu hướng đắt lên thì hai bên mới đồng ý nhau giao dịch ở cái giá cao hơn, chứ không thì bảo chứ Hưng ơi thôi 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 mày cầm 1.001 của mày đi về đi, anh đi ra mua thằng khác đúng không. Đấy là cái chợ đó như thế. Thì tức là gì, khi mà xét đến yếu tố về cung mạnh hay cầu mạnh thì chúng ta phải xét yếu tố về tính chất xu hướng, có nghĩa là giao dịch đó ở xu hướng. Vậy thì xu hướng có hai loại xu hướng, một là xu hướng về giá đúng không ạ, nhưng mà còn một xu hướng nữa là xu hướng về về khối lượng giao dịch. Hôm trước Tuấn Anh giao dịch ở với Hưng 1.000 chai nước, hôm sau anh chỉ hỏi Hưng là anh chỉ đồng ý Hưng mua có 3 chai giá nghìn, giá 2.000, Hưng về tối vui khấp khởi à, là ơi ông Tuấn Anh có đồng ý mua mình chai nước là 2.000 rồi, mình đầu cơ một tí mình lại mua thằng khác 10.000 chai nước giá nghìn 1.000 để ngày mai lại bán được cho ông Tuấn Anh giá 2.000. Hôm sau ra ông Tuấn Anh bảo chứ anh làm đếch thì có tiền mua chai nước 1.000 chai nước giá 2.000 cho mày, thế là thôi thì ông Hưng ôm hàng chết chết đói kiểu vậy đấy. Thế nên là các bạn để ý cái việc đó.